nói vài câu nè đó. Dạ, đây quý vị các bạn thân mến, bà đây là bạn Cường đây, bà con của bác ơi. Đó. Dạ. Cố Cường ở Chi Đôn, Nha Giang. Danh cầm ca mũ nón đó. Danh cầm ca mũ nón. Trên đầu lúc nào cũng có cái mũ nón kiểu này nè. Dạ. Nói chung là đây là đặc sản của anh, rồi một cái gọi là hình ảnh rất là quen thuộc. Nhưng mà anh chị ở An Giang, anh chị đã từng gặp anh Cố Cường, thì đây là một cái hình ảnh rất là thân thương của anh. Dạ, anh có muốn gửi lời đến khán giả không ạ? Dạ, cũng có một lời gửi chúc tôi là với khán giả. Nói chung ra thì Cố Cường hồi nào giờ cái nón này đã từng dầm mưa giải nắng với Cố Cường, gắn bó trong cuộc đời sống. Nói chung là kêu bằng cái nón cơm gạo chung của mình thì nó kiếm, nó là kiếm tiền cho mình bằng cái nón này, vì vậy cho nên nó gắn bó. Là khán giả thấy yêu thương Cố Cường thì ủng hộ tiếp Cố Cường, và Cố Cường cũng thật lòng thật dạ cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Dạ, em cảm ơn anh Cường. Như em có chia sẻ thì anh Cường mỗi ngày mà anh đi bán một quầy đó là anh phải khiêng cái loa trên vai rất là nặng, sợ về em khiêng thử mà đúng là không thể khiêng nổi. Nhưng mà anh ngày nào anh cũng đeo như vậy trên hai vai, xong đeo thêm cây đàn nữa, rồi đeo thêm cái dạ hộp quẹt, có khi đeo đủ thứ trên đó, nước nôi cũng có. Anh Austin Huỳnh, anh Austin Huỳnh chào, hello anh Cường nè. Dạ, chào anh Austin Huỳnh gì đó. Austin dạ. Huỳnh ở Úc, ở Úc. Ở Úc. Dạ. Austin Huỳnh có ủng hộ cho anh Cường tối nay không? Từ Australia không? Dạ, anh chị nếu như mà mình ở xa, mình mà muốn ủng hộ cho anh Phú Cường thì có thể liên hệ với em. Tại vì hiện tại thì anh Phú Cường chưa có số tài khoản, thì em sẽ đại diện em nhận thay và toàn bộ những cái số tiền đó thì em sẽ trao tặng lại cho anh Phú Cường sau buổi biểu diễn. Dạ, thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0936 842 505 ạ. Dạ, em xin cảm ơn. Giữ nước mắt trong tim thôi. Linh rồi. À, hôm nay anh có một cái kính tặng em nha. Đây, bạn thân mến, xin phép gỡ lấy cái nón của em nè. Đó. Cái nón này là nón mà anh Cường hôm nay là độ cho Coloman nè. Đó, đợi tặng cho Coloman. Đó, tặng cho Coloman kìa. Tối nay nè, trên sân khấu luôn nha, mà quý nha. À, quý vị các bạn chia sẻ lên xin mạnh mạnh nhé. Đó, rồi cái kiến của anh Cường. Anh mượn được không? Dạ, em cho bà con xem cái kiến của anh Cường, nó thương lắm. Đó. Đó, cái kiến của Cường này đó, cái kiến này là kiến của bà xã chứ không phải kiến của ảnh. Đó, mọi người nhìn cái kiến của ảnh. Nè, cái kiến là cái gọng vậy nè. Nó bám hết trơn rồi. Đó, đưa sao lên cho bà con thấy đó, nhìn cái kiến. Đó. Không phải kiến bạn mà kiến của nữ. Dạ, kiến của nữ. Chắc anh cài này lâu lắm rồi đúng không anh? Dạ, cài mà nó khoáng thì có kiếm nào đeo được thì đeo kính con mắt rồi đấy. Mọi cái hậu cua lên kính con mắt thì hôm nay có kính đẹp nha, đeo để cho lâu đi diễn nha. Được, được. À, bây giờ thì... Cái này không phải là lâu mà đó giờ mới lần đặt. Đang quăng quý đó qua đây. Rồi mai mốt là lâu này. Để bỏ lại vô trong hộp ra đẹp. Ra phía sau lên nha mẹ. Rồi hôm nay thì sẽ có kiến đẹp để tối nay lên diễn cho nó đẹp. Cảm ơn. Còn cái kiến này thì đó mọi người thấy cái kiến nó tày rước, và ngay trên là nó có cái bên đây thì cái logo của Salvatore Ferragamo. Em muốn ra sau lưng anh nè, ra xa Salvatore Ferragamo đàng hoàng nha các hàng độ. Rồi còn bên đây là một cái hiệu khác luôn, nó nhìn có cái bông hoa và con bác thấy rõ để mình đi vô. Ở đây đó cho bà con xem đó, kiến của anh Cường đó. Rồi nó tróc hết tất nó tróc tè le luôn này bà con, các bác thấy không đó. Đây cái kiến của anh Cường đó bà con, tróc kiến của bà xã ảnh, nó tróc tè quầy hết đó, chỗ trắng chỗ đen đó. Có nhiều chuyện mà mình nghĩ nói mình giờ nó rồi quý bà con các bác thấy không đó, cuộc đời nó đôi lúc nó vậy rồi, cái mặt bên trong nó nè. Nhưng mà cái kiến này là nó đi theo ảnh không biết bao nhiêu lâu rồi, thì đó hôm nay là trân trọng giới thiệu với quý vị các bạn. Đó, đây một kiến mới đó, bạn do bạn phía sau là bạn Linh mới ra bên bạn Châu đó, đủ cái hộp luôn, rất đẹp luôn. Cái này là hồi nãy em nhiều, cái này mới là cái kiến tặng.
giống cái kiến anh luôn hả? Cái kiến của anh đâu? Đây là cái kiến hồi nãy ngoài anh, một kiến của anh. À, cái này là kiến của Colorman nha. Rồi, bây giờ mọi người chờ chút xíu nha. Rồi, để mình đây, mình đeo vô này đó, cái này là kiến của mình. Còn nó dướng cái này khó đeo quá. Còn đây là kiến mình sẽ tặng cho Cường nha. Đây là con loát đẹp không? Được. Đó. Đây lấy kiến nè, họ lấy ra cho kiến này gửi cho anh nha. Nó đeo vô cho anh Cường thử có đẹp không nha. Bà con có thử, bà con cho ý kiến nha. Ê, kiến mới à. Đó, tranh thủ quảng bá kiến luôn. Ra kiến này 1,5 triệu một cây nha. Nhưng mà mua trên livestream này comment bán rẻ 1,1 triệu luôn. Đó, có cái cô phía sau đó. Dạ, đây là cái kiến mới của anh nha. Đây. Đó, thấy không, cái kiến này. Cái kiến này nó đẹp, nó hợp hơn tại vì cái gọng đen. Trời, cho anh Cường đeo cái kiến này gọng bà, gọng màu mè quá thì nó bóng quá thì nó hơi không hay lắm đúng không bà con cô bác? Đó, người thấy kiến này ok không, đẹp không? Đó, dạ. Cũng đồng giá luôn. Chị gửi luôn. Đó, hôm nay tặng cho anh Cường. Đó. Em xin phép tặng. Đó, mọi người thấy Cường đeo này đẹp không, đẹp trai không? Anh có thấy cái quà nãy không? Đó, ngồi đi, anh chụp cho ba anh em, bốn anh em tấm nè. Rồi. Wow, quá đỉnh luôn, yeah. Rồi, cái bàn nó là điệu. Nói nghe con. Nói đi, nghe liền nói chuyện tiếp đi. Nói chuyện với khán giả đi chứ. Ao nét luôn rồi. Anh chấm được cái em được không? Ờ, nét lại rồi. Ông nhìn đây nè, Châu. Cười đi chị. Em. Em đã có lòng để mà ông Phú Cường được cái kiến mới. Ông này trang bị chưa đâu, còn bộ đồ nữa. Dạ. Đang lên bộ đồ mới cho Cường nữa. Show đẹp luôn nha bà con cô bác. Ông cái mặt tròn á. Cái này là mặt tròn này, rồi đeo vô rất là hợp. Đây, cái nón. Không là coi giật bất ly thân của anh Cường đó bà con cô bác. Nhưng mà hôm nay là chưa cái micro đang để ngoài kia xa quá, mình không có ra chạy nó lấy được. Cái kiến đeo nhẹ không? Em dạ, nhẹ hiệu quá. Cái kiến này nhẹ hiệu quá. Còn kiến em thì nặng. Nặng chịch là còn kiến này đeo vô nhẹ ra. Nhiều khi quên, nhiều khi nếu mà quên không để ý chắc nghĩ có đeo kiến hay không. Nó dễ chịu hai bên tay anh đúng không ạ? Dạ. Tại vì cái kiến kia thì nặng chịch à. Dạ. Đẹp quá, đẹp lắm anh ạ. À, nghe nói cái thôi có một số khán giả gửi ấy mà không để tên á. À dạ. Dạ thưa anh chị, tại vì bữa ra thì em có nhận được nhiều sự ủng hộ của anh chị gửi cho anh Phú Cường. Thì có một số anh chị thì từ nước ngoài gửi về mà không có nhắn em biết trước á, nên là em cũng không có biết thông tin của người gửi, nên thành ra cũng khó khăn trong cái việc nhận tiền từ ngân hàng. Nên là mong là ví dụ như anh chị có gửi tiền cho em thì vui lòng cho em biết hoặc là nhắn tin cho em để em biết được là thông tin của người gửi em đối chiếu với ngân hàng nó sẽ dễ dàng hơn. Nên là mong là anh chị sẽ giúp em cái phần đó. Em xin cảm ơn. Chị Thanh Thanh nói là mới gửi tiền cho nhà tranh. Dạ, em cảm ơn chị Thanh Thanh nhiều. Dạ. Tính tới thời điểm này thì cũng có khá là nhiều quý mạnh thường quân từ nước ngoài cũng như là cái trong nước gửi ủng hộ cho anh Cường rồi. Thì em cũng xin gửi lời cảm ơn tới quý anh chị. Và rất là mong là anh chị sẽ theo dõi chương trình cũng như là ủng hộ cho các cái nhân vật tiếp theo của tụi em nữa. Cũng như là ủng hộ cho anh Cường. Em có để cái phần bình luận, ghi cái phần bình luận thông tin của em và số tài khoản để anh chị có thể tìm ủng hộ, anh chị có thể bấm vào để xem. Yeah.
Yeah, I got one. Live at my screen.